Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh đang bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta. Dưới tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa rào, cục bộ có mưa rông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Kèm theo đó, nền nhiệt bắt đầu giảm dưới 20 độ. Toàn Bắc Bộ diễn ra rét trên diện rộng. Với miền Trung, không khí lạnh khiến trời chuyển mưa, nhiệt độ giảm dần. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ, khu vực vùng núi từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 17 đến 19 độ. Từ đêm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, cục bộ có mưa to và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nền nhiệt từ 31 đến 34 độ. Trên biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Tiếp theo là dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, trời rét, độ ẩm từ 82 đến 96%. Khu vực miền núi nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, trời rét, độ ẩm từ 84 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, trời rét, độ ẩm từ 80 đến 96%. Kết thúc bản tin là phần dự báo nhiệt độ của các vùng trong tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.